Bon dia, bon dia. Những cái cỏ lâu lắm cả. Đấy. Cuộc lên nó cả gốc này nè, mọi người nhìn. Đấy. Cả gốc cúc to thế này này. Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Hùng KK Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Đây thì mọi người nhìn thấy rồi. Ở đây là cái trang trại, nông trại lớn của người dân ba bản mời mọi người. Thì mình cũng vừa đến đây vì đi từ ngoài kia đi vào là cũng mua đồ ăn rất nhiều vào cho người dân. Thì mọi người nhìn thấy dưới kia đấy, mình thấy người dân là làm rất là đông dưới kia luôn. Đấy, cũng như cái chỗ này đấy là mọi người đã cuộc dọn dẹp cái cỏ này lên đây rồi, cũng dọn sơ sơ rồi và đi xuống dưới kia. Thì mình bảo là cái bảo với người dân là chỗ nào đấy là có nước là mọi người cứ khai hoang được để là tận dụng là trồng ngay luôn, ngay và luôn. Đấy, còn bên này là đồ ăn mình mua rất nhiều đấy mọi người. Đấy, mình mua là gần 200 kg bột ngô và mấy thùng cá đấy, và thêm đồ dầu mỡ hành cà chua ở bên kia. Đấy, thôi bây giờ đã đi xuống dưới này mọi người để xem người dân làm như thế nào, và cũng như là sẽ bảo là một đội chị em phụ nữ là sẽ là lên để mà nấu ăn. Đấy, hay như chỗ này đây là đã cuộc cây cỏ này lên đây rồi, và sẽ để đấy ra sẽ để đốt để làm phấn luôn mọi người. Đấy, đốt ngay đấy thôi đấy. Chuồng dưới kia bên kia rất là rộng luôn. Còn ở dưới này là người dân là đang khai hoang cái chỗ là gần cái nguồn nước nhất để để trồng luôn. Đấy, khai hoang xong và trồng luôn mọi người, làm cuốn chiếu đến đây đến đâu là trồng đến đấy luôn, chứ không phải là chơi khai hoang một lần nữa là khai hoang xong một lần mới trồng đâu. Đấy, hôm nay người dân ui nhìn đống lắm. Chà. Đấy, mình ra xuống này đấy là bác trưởng thôn là đi lên đây để đón mình rồi. Bon dia bay. Xin xin xin. Ta tudo bem. Opa. Xin xin xin. Yeah. Tudo bem, só tá trabalho aí, né? Tá cheio, né? Tá começando a primeira já na naca, né? Ok, ok. Yeah, então vamos lá. Đấy. Đang làm ở dưới kia, xa dưới kia mọi người. Đấy, bây giờ đi xuống dưới kia. À, aqui também já fazer pouco, né? Ok. À, cái này là mọi người là hình như là tránh thủ làm không quá đấy, không quá là chủ nhật mọi người cũng đi làm. Làm mỗi chỗ này. Đấy, còn hôm qua là chiều hôm qua mình vào đấy. Ta cũng nói là tận dụng làm cái chỗ là gần được nhất. Đấy. Đấy, còn bên kia cũng đang đốt là khỏi đang bay lên bên kia đó. Bon dia. Bon dia. Sì, sì. Voilà lê. Ok. Vậy. Ok. Yeah. Đây là bạc trưởng thôn của một bản thứ hai nha mọi người. Đây là có ba bản. Dạ, ô tu mai về ta làn đấy. Ok. Đấy, do là đất quá rộng luôn, là nhìn người dân là không thấy đâu luôn. Đất nhìn mấy mông bạt ngạt đấy, người những người dân là rất là nhỏ bé vậy. Những mảnh đất này. Bon dia, bon dia. Dalale. Ede. Hey. Opa. Esse café não vai sair? Vai sair. Vai sair depois, né? Yeah, tem que sair já. Vamos meter já milho. Trabalha, não olha mais. Bom dia, bom dia. Dalale! Dalale!
tu đu mu lê nao tay ôm mê ô bay có mu mu tu đu sô mu lê nao tay ôm mê tay ôm mê foi o rosário que conta o teto bizango. À, hồi có ta mình nhìn thấy là thấy toàn là chị em phụ nữ mọi người. Là hỏi bác trưởng thôn là các anh đàn ông đâu là bảo đang đi lên núi để chặt về để là làm cái nhà ở giữa này để mọi người là nghỉ ngơi bữa trưa ăn uống và cũng như là làm mấy cái bàn để ăn uống đấy. Dạ, phơi có ta bảo đấy. Đấy, là đang đi chặt cây thì nơi về. Dạ, ế sư tâm mê tên đi. Tu đủ vào tên đi xây đấy. Ế sư bảo đập ơi. Fala coi. Tudo homem, né? Leva com massado. Sim. Tudo vai sair aí. Isso vai sair. Trabalha, não fica de pé. Vamos, outro vai cozinhar, já? Yeah? Yeah! Oh, pai. Já, manda uma aldeia, dois cozinheiras. Três aldeias, vamos ficar seis cozinheiras. Vamos ter aí fubá com peixe, vamos cozinhar. Outro trabalha, não fica de pé. Alô? Vâng, còn một đội bên này là cả anh thanh niên là đang làm một ngôi nhà bên này. Tí nữa sẽ đi đến đây mọi người. Đấy, ngôi nhà mình làm ở ngay ở giữa cái trung tâm đấy là để đấy đất đá thì cuộc lên mấy những gốc này mọi người cuộc lên sóng rồi sẽ à sẽ đập bôi qua một tia ra đấy mấy tên không xin qua một cây mà dạ đấy gốc là cực cuộc này mọi người lên là bao nhiêu lên này đấy, hôm nay là đi cuộc vỡ đất là để đào lên những cái gốc này sóng là sẽ đi một ngày mãi ngày kia đấy. Lúc nào cuộc đường nhiều sẽ là chia người đã sẽ đi gom những cái này lại sẽ đi làm sạch cái này đấy, toàn là gốc những cái cây cỏ lâu năm cả đấy. Cuộc lên là cả gốc này đấy, mọi người nhìn đấy. Cả gốc cúc to thế này này đấy. Mà đất thì rất là đẹp luôn, đất là rõ đẹp mọi người này, đất thì này rất là đẹp luôn đấy, rất là đen và đẹp luôn đấy, mà không trồng trọt gì cả, cứ để cho cỏ mọc quanh năm, năm này qua năm khác ấy, không làm gì ấy, không làm vì sao, vì người dân nói thật ra cũng không có những cái hạt giống, và nói chung là những cái hạt giống không tốt đấy, trồng được một cái hạt giống này trồng bao nhiêu là ép có thể lên đến ép 100 luôn đấy, bên này thì cỏ rất là cao hơn nữa đấy. Những cái gốc cỏ này đấy, đất thì rất là đen là đẹp đó mọi người. Người già, người trẻ là đi cuộc ấy, trong thì là mình cũng nói rồi là giọng không có, mà hơn nữa là mọi người biết đấy, trong khi không năng suất thì sẽ rất là nản, vì là cái nông nghiệp của người dân cũng không có nhiều cái kiến thức để làm. Thế nên là trong được bao nhiêu là không đủ ăn đấy, mà không đủ ăn thì lại sức đâu mà đi làm, đi cuộc đấy. Còn bây giờ đi làm thế này là mình cứ mua đồ ăn hàng ngày, rất là nhiều ở trên kia. Ya, yeah, trabalha, eu vejo como aí, comida pronto, vamos comer, quando pronto vai chamar. Hoje tem de acabar, até lá em cima, já? Yeah? Não! Đấy, đá để cho cỏ mau khóa này mọi người. Đấy, bản này, ở bản này đá rất là nhiều luôn. Đấy, ở đấy mới 3 bản thôi. Là đất rộng quá chắc là sẽ mình về là sẽ bàn bạc về anh em trong nhà sẽ là để đi là gọi thêm 2 bản nữa để đầy đủ 5 bản về làm, là tập trung về làm một chỗ này vì đất đấy là quá rộng và quá nhiều luôn. 3 bản người dân làm là cũng rất là lâu và mệt đấy, những cái chỗ này này cỏ đây mọi người, cỏ là cao hơn người luôn. Đấy, đi từ trên xuống dưới là
phải từ sáng đến trưa mới đến nơi đấy. Đấy, còn cái chỗ bên này là đang làm cái nhà nghỉ. Đấy, bên này là đội các bác rồi các anh các chú là đang làm cái nhà nghỉ khách sạn 5 sao ở đấy cho mọi người nghỉ trưa ăn trưa ở ngay tại đấy. Et très bien va ca bạn ấy. Ôi xôi. Vậy. Ôi xôi văn ca bạn. Mai đôi đưa vai ca bạn. Đấy, cũng làm cái nhà nghỉ rất là rộng lớn đó. Đấy, nhà nghỉ khách sạn này chỉ là ngôi nhà tránh thôi, cho mát mẻ. Vì ở đây cũng có cây rồi tận dụng ấy. Mọi người chặt cây rồi về để làm rồi là có cái cỏ đấy sẽ là để lên là lợp lên thành mại. Đấy. Dạ, như lý quy cả. Đấy, như võ tòng đấy lên. Đấy. Ý-xu. Dạ, trabalha eu vou ver como aí. Cozinheira já tá pronto. Oh, não. Dạ. Bây giờ là sẽ đi lên trên này xem bếp đồ nhà bếp đấy là đã nấu ăn như thế nào bên đấy rồi. Đấy, nói chung là hôm nay là cái hôm đầu tiên mọi người đấy, cái công việc với là những mọi thứ là cũng đang sắp xếp đấy. Ngày đầu tiên là cũng chưa thể là ổn định để mà nhánh được. Đấy, cũng muốn ổn định hay là cái gì thì cũng phải là ngày mai thì mới bắt đầu là cái công việc phân chia cụ thể. Còn hôm nay là mới hôm đầu đấy, cũng rất là đáng lộn xộn. Những cái gì mới vừa bắt đầu thì nó cũng rất là khó khăn, mình phải từ từ thì mới bắt đầu là ổn định lên được. Đấy. Bây giờ mới đầu mọi người nhìn này, bao nhiêu là cái cảnh đông mênh mông bạt ngàn này, chưa biết bắt đầu từ đâu. Đấy, chỗ nào để nghỉ ngơi, chỗ nào để là nhà bếp nấu ăn và cuộc làm từ đâu đấy, rất là khó khăn để mà bố trí. Đấy, đi được trên này thì mới dưới kia rồi bên này. Nên là ngày hôm nay là cứ đi từ trên xuống dưới để bố trí cho mọi người công việc cụ thể đấy. Bên này đồi nấu ăn cũng vậy, ngày mai sẽ chỉ bắt đầu là sáng sớm nó sẽ đi kiếm củi rồi là đồi nước về hay tập kết ở cái chỗ điểm nấu ăn. Rồi mình vào là chỉ có nấu ăn đấy, để mọi người là được ăn uống sớm hơn một tí. Đấy, để xem bên này mọi người là nấu đến đâu rồi. Đấy. Lon chang ga, lon chang ga, otro ta fome. Vale que te. Vale que te. Así, ¿no? Đấy, nấu mấy cái nồi to này mới đủ mọi người. Thấy hôm nay là nấu hơi muộn là vì công việc là ngày đầu tiên nó chưa được đi vào khuôn khổ đấy. Đấy, bên này một cái thùng phí nữa thấy đang nấu. À, Pepsi tu đua ai xin đấy. Đấy, cứ đồ quậy quậy bên này. Đấy, và bên này là cá đây mọi người. Cá đấy là nấu mấy cái nồi luôn đấy. Một nồi ở đây này. Đấy, rồi là một nồi đang nấu bên bếp đấy nữa này. Đấy, rồi là một nồi đấy nữa. Đấy, đang nấu bây giờ là quậy quậy bún ăn. Tem à. Đấy. Còn một nồi bên này là đang chuẩn bị nấu nữa. Đấy. Đấy, cá, muối, cà chua, hành đấy bắt đầu vào sẽ nấu. Đấy. Đấy, cứ nấu gần chín tí nó sẽ là để cho mọi người cứ làm dưới kia. Tí nó chín nó bắt đầu sẽ là gọi tất cả mọi người lên ăn. Đấy, cái thùng phí này to lắm. Phải thay nhau quậy mọi người. Ui. Ê, ê, ê. Cái này mình quậy không quen mọi người ạ. Đấy, các chị các cô rất khỏe luôn. Kiểu người dân làm quen rồi đấy. Nên là rất là khỏe. Hí. Hí. Đấy, làm không quen là rất khó làm, mặc dù cái này không phải khỏe đâu, phải mèo quẩy đấy. Đấy. Yeah.
Você vai como? Cansado? Tá peso. Thế thôi bây giờ để mình đi xuống dưới kia để xem mọi người làm mình đau, và cũng như là để động viên mọi người một câu là đấy, đồ ăn là sắp chín rồi, sắp được rồi là sẽ lên ăn. Đấy mọi người, đấy là bên tổ nhà bếp đã nấu xong bên này rồi. Bây giờ cũng đã chia phần ra. Thì như mình nói đấy, thì cái gì đấy cũng cái ngày đầu tiên là nó cũng rất là kiểu lộn xộn đấy, cũng chưa là đi vào cái quy củ được. Cũng như là chỗ nấu ăn rồi là chỗ cái bàn mà để thức ăn đấy. Thì mình cũng đã nói rồi là đang làm cái nhà nghỉ ở bên kia, và cũng như là cái bàn làm bên kia thì sớm thì ngày mai sẽ là xong. Cái chỗ bàn và cái nhà nghỉ bên kia thì sẽ là
xuống đi về phía bên kia và nấu ở bên đấy, và có bàn bên kia đấy đầy đủ là những cái đồ ăn và những cái đĩa thức ăn này sẽ được nằm trên cái bàn này. Còn hôm nay là hôm đầu tiên thì mình cũng đã nói với tất cả người dân rồi, thì cũng thông cảm và chịu khó một tí là tạm tạm như thế này đấy, rồi dần dần sẽ ổn định. Và cũng như mọi người biết đấy, cái mảnh đất rộng đấy, và cũng là bây giờ mình cũng đang định hướng đấy làm thế nào cho nó quy củ, thì cũng rất là nhiều việc, từ sáng giờ là cứ đi loanh quanh đi góc này đi góc kia và cũng nhìn để xem thế nào cho nó hợp lý, và cái công việc để bố trí người dân làm tháo cho nó hợp lý, và cũng như làm cái nhà nghỉ, và cũng đã nói bác các bác trưởng thôn và người dân là làm cái nhà tròi bên kia để mọi người nghỉ. Và đây là đồ nấu ăn thì cũng đang cho người đi gọi là người dân ở dưới kia để về đây là bắt đầu là sẽ ăn cơm để nghỉ ngơi và tiếp tục công việc buổi chiều. Đấy, cũng như mọi người nhìn thấy đấy, đất đai là rất là rộng. Đấy, bây giờ chỉ có sức người để làm thôi. Đấy, bữa ăn hàng ngày đấy. Đấy, còn bây giờ là người dân là đang đi lên đây nè mọi người. Đấy, đi từ dưới xa dưới kia mà đi lên đến về đoái đây. Đấy. Đấy, bây giờ mình cũng sẽ nói về các chị đấy là tí nữa sẽ để người dân đứng ngoài là sẽ cái đìa nào của người nào đấy. Vì đìa mỗi người mỗi đìa là màu khác nhau. Đấy là sẽ là chỉ vào cái đìa đấy là sẽ các chị sẽ lấy ra. Dạ mày. Mày. The boy về nè. E peso về bratu ele taon. Ele marca. Mai entregue. Sì. Dạ. Ta mày ở cái mana? Em ở cái mấy tí. Mana? The boy tu bố vô fica aqui né? Về ma bratu ele você vamos entregar. Now nem quem vai entrar aqui luta área. Sì, é né. Não. Cali acho. Dạ. O moço moço. Ya, yeah, marca bratu ele vamos entregar. Aí também. Ei. Beti aku. Ene. Beti aku. Ya, aqui também, ya. Ve bratu ele. Mete já. Fala, mai vai entregar. Aqui já, né? Sim. Ya, começa já. Marca o bratu ele tá onde? Mai mana vamos dar entrega ele. Já, o começar a entrega já. Pergunta qual é o prato. Dá já. Ya, aqui também. Fala já qual é o prato, ele vai dar. Ya. Đấy mọi người, làm người dân làm đói rồi cũng rất là mệt, vào đấy chỉ muốn ăn ngay. Thế mình cũng nói là đấy, vào là để mọi người ăn ngay đấy. Trẻ em thì đi theo mẹ đói cũng khóc nhìn rất là tồi. Đấy. Đấy, đồ ăn đang còn là mọi người lại cứ chia nhau, chia theo cho mỗi người một ít. Đấy. Còn bên này là các bác trưởng thôn là đang ngồi ăn bên này đấy rồi. Đấy, ăn rồi nghỉ ngơi. Đấy, mấy bác trưởng thôn cũng ngồi vào đấy cùng người dân làm, cùng người dân ăn, cùng người dân. Dạ, bây, cùng mẹ. Chá bè bán nè bây. Ok. Dạ. Đấy, cứ tạm thời đấy mọi người. Đấy, hôm đầu tiên thấy thôi, mình cũng thấy là cực kỳ là khó xử với người dân đấy, vì cứ ngồi ăn ở giữa này thế mình cũng thấy thế nào đấy, thì cũng phải chấp nhận thôi, biết làm thế nào. Đấy, từ từ dân từ từ rồi ổn định ở đấy, và cũng như cái cuộc sống của người dân đấy, và sẽ đi vào ổn định khi mà đã khai hoang được hết tất cả đấy và trồng trọt được nhiều thứ hơn nữa, thì lúc đấy cuộc sống sẽ khác đấy, ăn uống thì nó sẽ khác hơn, và cũng như là
làm xong cái chỗ nhà nghỉ bên kia và cũng như là những cái bàn ở bên kia để mọi người được ăn uống nó sạch sẽ và đàng hoàng hơn một tí. Còn bây giờ thì cứ ngồi, mọi người ăn, cứ ngồi ăn, ăn linh tính như này thì cũng đói, mọi người chấp nhận. Chứ nhìn người dân cũng thương lắm chứ. Đấy, các em nhỏ đi theo bố theo mẹ đấy, cũng có mỗi người một đĩa. Đấy, mỗi các cháu là một đĩa là bế chạy đi, đấy, ngồi ăn. Đấy, không biết là trộn ngồi vào bụi cỏ ăn cả đấy mọi người. Đấy, bên này người dân hay lắm, cứ không thích ngồi vào cái bóng mát đâu, cứ thích ngồi ở chỗ nắng đấy. Kể cả giữa trưa 12 giờ cũng vậy, cứ ngồi vì người dân là chịu đựng, không phải là như kiểu mà quen rồi đấy. Đấy, cái nắng là người dân cũng không sợ lắm. Đây, chả bé bán đấy. Vui bé xin đấy.